Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái mẫu nhà bê tông mà đã hoàn thành khung. Bây giờ nhà chủ đang trong quá trình hoàn thiện. Đấy nhá. Mình đứng dưới quay phần bên trên, nhà này nó có làm thêm một cái diềm ở bên đằng trái đây. Giới thiệu cho các bạn một cái diềm nữa nhé, diềm xung quanh này. Và khi lợp lên là nó sẽ che kín bốn bề trên, không sợ hở gió thốc hay là mưa nó hắt. Cột vẫn đi cái xà ở trên này, đã bồi hòa đúc cả nóc luôn. Không trồng, không trồng trái thì trồng nóc thôi. Quay kỹ cho các bạn xem cái con trồng nóc. Nhà này bên ngoài là nhà sàn bê tông nhá, nhưng mà có thiết kế cái phần hàng bên dưới là thiết kế phần buồng ngủ. Đây, chỗ kia là một buồng ngủ này, hai này, ba này. Và bên trong này đây là cái phần bếp. Để vào tham quan phần bếp nhé. Đó, bếp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Phần nhà này nó rộng khoảng cả cả phòng ngủ nó khoảng 100 mét vuông. Bếp này sẽ khoảng 40 mét vuông. Đây là cái bầu lò, bếp xây bầu lò. Đang trong quá trình hoàn thiện nốt, còn rất là ngổn ngang cái bàn bếp đây. Thiết kế bên ngoài này là khu vệ sinh và nhà tắm. Đây là khu buồng tắm, đây là khu nhà vệ sinh. Và ra đây là cái sân nước để rửa ráy, chế biến thức ăn, vân vân. Sẽ đổ thêm một gian ở đây nữa cho nó rộng, nhưng mà đang chưa làm, đã lên cột kia rồi kìa. Ở đây là mặt sau của những cái buồng ngủ nãy mình giới thiệu, và đổ mái bên trên, đổ mái bằng. Và đây là không gian từ bên trong buồng ngủ nhìn ra. Có chạy bánh rong ở kia nữa. Gần như là phẳng tuyệt đối. Và bây giờ mình sẽ lên bên trên để mình quay cái phần trên cho mọi người xem. Trên đây là đang xây cái đầu độc để lợp chống nóng này. Đây, phần bếp là cũng đổ mái bằng nhá, phần bầu lò bên trên kia.
Đấy, cái phần tiếp nối giữa nhà bếp và nhà nhà chính là có đổ một cái máng bằng bê tông cho nước nó đi qua. Đấy, hệ thống luôn. Mưa xuống là nước sẽ thoát ra xung quanh nhà và đây là cái lỗ để đặt ống thoát nước ra ngoài. Toàn bộ mái bằng bếp, mái buồng ngủ và nhà vệ sinh. Quay lại với cái khung nhà chính, quay từ phần bên trên xà lục lăng, ở đây là chạy bánh rong cũng ép bằng bê tông hết, rất phẳng luôn. Cái nóc đã đổ rồi, đổ cái nóc xong. Tất cả đều được đúc trực tiếp, rất chắc chắn. Thợ vẫn đang, hôm nay thợ nghỉ, vẫn đang xây và hoàn thiện nốt phần còn lại, còn phần khung thì thế này gọi là xong các bạn. Bọn mình làm phần khung nữa là xong. Rất là đẹp. Đổ phần máng nước chạy đằng sau ở trên phòng ngủ. Cao lắm mọi người ạ. Video mình xin kết thúc ở đây nhé. Các bạn thấy hay cho mình xin cái đăng ký và cho mình biết cái cảm nghĩ của các bạn bằng phần comment bên dưới video nhé. Hãy đăng ký kênh để các bạn có thể tham khảo nhiều những mẫu nhà nó mới. Có rất là nhiều mẫu nhà đấy mọi người ạ.
Ở bên này là chỗ cầu thang lên, cũng thiết kế một cái buồng vệ sinh và buồng tắm ở trong này cho nó tiện, đối xứng với cầu thang luôn. Đây là cách mình làm cái thang, gọi là thang xương cá. Mình xuống mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Đây là cái làm cái thang lên nhà sàn. Đây là phần ở bên dưới, phần tầng dưới. Đổ sàn rất đẹp, thoải mái, cao ráo. Phần dưới từ chân từ đất lên đến cái sàn này là 2m8, cao 2m8. Ở bên cạnh này là cái nhà mà năm ngoái đã làm rồi, đã làm xong, gia đình đã hoàn thiện xong và đưa vào sử dụng, đưa vợ ở rồi. Đó, sơn vào rồi nó sẽ như thế kia, rồi kia nhà sơn bằng gỗ rồi. Rất đẹp. Liền kề với cái nhà mới đang làm này luôn. Xin chào các bạn nhé.